Ôi, bọn mày sướng thế nhỉ? Vừa ra phát chân lột được ngay bọn cấp 1 thì bọn tôi bỏ ngô. Đúng là tài bộ đồ khác. Ngon thế nhỉ? Quên mình rồi. Lại đi về lại gặp tài bộ đồ thì em sợ lắm. Hả? Anh cũng sợ chứ. Bây giờ phải làm thế nào? Thế nào chứ? Ngay bây giờ đi về. Chị ơi, đôi em qua đồng ngõ, chẳng tài có đòi chấn lột đồ bọn em đấy. Tài bộ đồ à? Được, chị ạ, có chấn lột lại nó luôn đấy. Thôi đi, 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 đi. Chị ơi, chị, nó kia kìa. Được rồi, hai thằng lên chơi đi, chị đứng đây chị theo nhá. Vâng ạ. Hả? Đi tiếp. Thank you.